Lấy cho mà rùm lạc với gì có để tôn từ những kỷ gia sắp to be, have, and can để kỷ gia sắp đi dưỡng bàn chụp nước nông ạc tập bọt nước nông miền tiết đọc bình này hài chân chân mùa mưa xa chết thông mấy đồng mê rùm lạc từ đó vậy thì dưỡng bàn riêng rối. The past tense of the verb is very simple. Chân kỷ thà tây tạc cao này kê giả sạp tình này cứ nghe nạ rưu xa mạnh bằng phần. There are only two forms for to be, i.e. verb singular and verb plural, and only one form for to house, i.e. had, and once for can, i.e. could. Chúng xâm rạp kê giả sắp thủ bí miền bí tùm rộng cứ was để xâm rạp ai cơ bạch chân nát để bài cho mỗi ai và he see it ai vỡ cho mỗi ví dụ đầy về chứ tùm rộng bài bộ hữu bạch chân nát chúng xâm rạp thủ bí miền bí hai miền tay mùi nụ tế xâm rạp kê giả sắp hèo miền tay mùi tùm rộng tế cứ hẹt ai ý nếp bài thật cứ thà rư cơ cư nâng hay có miền mùi đáy xâm rạp việc khán cực khuôn. Here are all the form of the past tense of the verbs. Ní kì chết tùm rộng tiếng ọ. Này ạ tây tạ ca này kê rìa sập. Tình này. Nhưng mớ. Kì bằng đại thủ bi mô prap dưỡng hay kì prap tùm rộng tiếng bấy cứ tùm rộng xóm xóm tùm rộng xung nú nâng tùm rộng bạn đi xài chân bà nơi khăn nông xóa cứ hí rồi có ai xí ít nâng cứ bà chung mùi vờ quý dư đấy vờ chân dương cứ chia quý cứ chia tại xung nú nơi bế đi dương thuê chia xung nú cứ đối nơi bà chung bà nâng cao đáy cứ dương lực thú bí tại nông tây tại cá cứ vớ hay nâng vớ một đạc hàng một phần thiền chẳng phải khai tự chế tùm rộng xù chúng này ai tới bà đi xét cái chân đài cứ dường dục sắp chích để mình hi si ít ai vì dù đây nấm nâng hàng một phần tập mốt cái gian sắp thực bì tập mốt là bởi ai tới chế bà đi xét cứ dường bằng thay biện nọt nọt nó cứ nơi bằng tua phí cái gian sắp thực bì cứ vô hay nâng vớ nâng have vì đàm lái have kì bằng cách chỉ xung nụ bàn đài ná hay nâng bạc đi xe hay bằng bạc chế bọn ní kì ớt sư bàn prà tê kì dụng nít mộc prà vinh ta lấy dân mưu tư tam tây tạ ca cho bàn này thà ca prà prà help ní ca phì xa mai môn chân kì ôi bia chì kì rìa sắp bì xe đáy ní sắp chì kinh ọ hì xì ít là hồn đào đầy ní cứ prà chung mùi hết nên không tùm rong sóp, tùm rong xùm nú từ lực hết nâng mà đã kháng mốc khai tư chứ xùm nú ấy, đôi thủ bí dài. Hay bạn để xét dừng vần thêm nót bí hết nâng. Hay cao ní phía còn ta chỉ sốt phòm thì nó chỉ tùm rong khai vớt nón để cái đá lệ bí nâng. Vớt nót tư vớt sân, hết nót tư hết đần. Bạn nên sẽ tùm rong khai. OK, dương mơ mơ bật to tít âm bì bìa khèn đài nơi khăn nông tí tạ ká cứ khút group sắp chích tiếng ốc bài cho mùi khút hay complete thật khèn ní thì to tài bốc cho mùi kê ra sắp mùi tít cứ kê ra sắp bằng cố còn tế mình ôi viết tới chia tí tạ ká thì bị bụt khút đi viết tí tạ ká hết chẳng viết tới chia tí tạ ká thêm đòn xùm nú khăn lực khút bằng đạo mốc máu hay bạn đi xét bằng thêm nọt hàng cao ý này bị khụt rồi bằng tôi bị khụt khụt chú này sẽ xùm nù nữa vì khi nhóm mình ai ai khụt nọt bạn để xài được nọt tây tạc cao nhưng mà mơ phrase phrase như mình này thả clear bị chỉ clear this time last year this time last week this time last year mình nói thật bên nít ca bị chạm mùn. This time last week bên nít ca bị sắp đà mùn. A year ago, a week ago, 2 days
ago. This a bit yet no big along who there, which nam can long tơ, mùi sắp tang can long tơ, beat nag and long tơ. As my air, and it ha, chiran doi. Tơ, median kamuk yung and rin, big up, rip tip, good and yam yang and lam. Like a as lucky air, some nang doi. Mean some nang doi. From morning till night, be prelim, tol prelup. To find time for. Rope bill will lay some rap. Rope bill will lay some rap. Record lamp by. Okay. This could you be clear, young trick chamber. Word study, young of pika, six up here. Related word. Pit let that don't clear. Record pit. They mean to let them know. You will know, you get yourself. Knowledge, touching noun, when they take your net done. He knows English well, cut Jeff Pisa on Gleban. Oh. He has a good knowledge of English. What mean chum net dung, night Pisa on Gleban? Oh. Got mean chum net dung or mui, night Pisa on Gleban. Chen knowledge in noun, in name. He moved on to the bit. Fit, fit manita, but all jim nay a ha, good kong jim nay a ha, all jim nay jim jim, chicken yasam. That touch your foot, good jim noun. Nanga can have the pit let that tongue here, you score fit, though it's called foot. That doesn't have fit chicken yam. She fits the animal on the farm. Nang, all jim nay root and jim sat no, not no look at his hand. She gives the animal their food. Nien patal. Sat. Nien patal chum nay a hat dal sat. Rukat nien patal. Our sat ting no chum nay a hat or bok book game. That which in noun food. Day. Ngai. Daytime. Built ngai. Daily. He works every day in the daytime, not at night. He works every day in the daytime. We have a daily newspaper. Jung mean cassette. ប្រចាំថ្ងៃអូខេយើងមើលបន្តទៅទៀតវាមានពាក្យទៀតដែលយើងចេះមួយចេះទាំងអស់ទាំងនោះ friend មិត្តភក្តិ friendly ជាអានេះជានាម មិត្តភក្តិនេះជានាម ពាក្យ friendly ជាគុណនាម រាក់ទាក់ ណា រីករាយ រាក់ទាក់ ពាក្យ friendship វាទៅជានាមមួយទៀត នឹងគឺ មិត្តភាព unfriendly ជាគុណនាមដែរតែផ្ទុយពីរាក់ទាក់គឺបានន័យថាមិនរាក់ទាក់មិនទទួលភ្ញៀវណា unfriendly ទទួលភ្ញៀវរាក់ទាក់ unfriendly ផ្ទុយគឺមិនទទួលភ្ញៀវមិនរាក់ទាក់ He is a very good friend គាត់គឺជាមនុស្សល្អម្នាក់អូសំទោសជាមិត្តភក្តិដ៏ល្អម្នាក់ Some of the people were very friendly to him មនុស្សមួយចំនួនក្នុងចំណោមមនុស្សទាំងអស់គឺមានភាពរាក់ទាក់មានការរាក់រួសរាយរាក់ទាក់ចំពោះគាត់ others were unfriendly តែដូចផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងមិនរួសរាយរាក់ទាក់នោះទេ I am very pleased to have your friendship ពាក្យព្រលីនេះក៏មានន័យថារីករាយដែរមានន័យថាខ្ញុំសប្បាយរីករាយណាស់ដែលមាន មិត្តភាពជាមួយអ្នកឬក៏ដែលមានមិត្តភាពជាមួយអ្នកគឺគាត់ថាដែលមានចំណងមិត្តភាពរបស់អ្នកអញ្ចឹងនេះគឺជាការរំលឹកអំពីវយ្យាករណ៍រួមជាមួយនឹងពាក្យពេចន៍ដែលមានទំនាក់ទំនងគ្នាដូចបានរៀបរាប់មកហ្នឹងយើងសុំមើលវាឡើងវិញ មើលវាទៅយើងដឹងហើយលើក្រោយយើងជួបពាក្យដេយើងដឹងដេដេ time ដេលី
food feed no knowledge ឯងដែរនេះគឺជាគេហៅថាពាក្យ related words ចំណងសាច់សារលោហិតពាក្យឬក៏ពាក្យដែលតកតងនេះអរគុណសូមខ្លីតែប៉ុណ្ណឹងទេថ្ងៃស្អែកយើងនឹងធ្វើលំហាត់តកតងទៅនឹងមេរៀនទី12របស់យើងគឺកិរិយាសព្ទ to be have ហើយនឹង can សូមបញ្ចប់សូមអរគុណ